กองมาจบกับไทยว่าแสบคอหมาว่ายแสบเอาไปน้อยอยู่เดิมเลยXin chào toàn thể quý vị đến với kênh Tuấn Khương TV. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khương đang có mặt ở Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Thì thật sự là ngày hôm nay nhận được một cái show này của gia đình của chú Táo, mời Tuấn Khương cùng với lại Phong Sơn Nước, với lại một ít anh em nghệ sĩ nữa. Mà đặc biệt thì nói chung là cái show này thì chú có nói là chỉ cần Tuấn Khương với lại Phong xuống thôi, và nhưng mà có thêm một hai ca sĩ xuống để góp vui chương trình thì càng vui hơn. Nhưng mà thật sự ra khi mà xuống tới đây rồi thì Khương thấy là cái này không phải là cái show của nó chứ đừng có buồn. Dạ, không phải là một cái show diễn, mà cũng không có phải là một cái chương trình gì hết, mà chú chỉ muốn là xuống dưới đây ngồi nói chuyện với chú. Rồi chút xíu thì chú gia đình chú nấu bún cho ăn. Dạ, thì đang nói vậy thì bây giờ Khương xin giới thiệu với cả nhà mình là đây là chú Tám trong người bác ta chú. Dạ, đây là cô Tám, là bà xã của chú Tám. Dạ, là ở Dương Minh Châu, cái này xã gì chú? Dạ, xã Trà Làng, Dương Minh Châu. Dạ, thì con biết là hôm nay thì chú có một cái ý định gì mà lại mời con với Phong xuống đây, mà không phải là một cái show diễn, mà chú chỉ nói là xuống để hát cho chú nghe đúng một bài, rồi có thể về hoặc là ở lại dùng bữa ăn với chú, hoặc là thậm chí không cần hát nữa, chỉ cần chú hỏi vài câu là về, là con chưa có hiểu được cái vấn đề này. Dạ, đúng là thì chú á thì trước đây coi cái kênh của tụi con rất nhiều, nhưng mà già lớn tuổi đó, để muốn mời tụi con lên đây để biểu diễn ca coi nó bằng sự thật là như ở sân khấu dưới hay không. Tuổi già sắp chết đó, để muốn nhìn tụi con để làm lên những cái chuyện bài hát ca hay để cho cuộc đời bác dĩ dãn nó còn nhớ hoài. Chỉ có vậy thôi. Rồi sau bác xin tụi con để phỏng vấn thêm vài câu với nguyện vọng trong lòng của bác đó. Rồi bác hỏi đứa nào thì đứa đó có thì trả lời nó có, không thì nói không. Thì chỉ có vậy thôi, mà bác hỏi ngắn chứ không có dài. Giờ bác xin con thông cảm cho bác hỏi. Dạ, thì trước đây á tụi con ca hay bác để ý rất nhiều. Dạ, nhưng mà bác không hiểu luôn, nhưng mà hỏi tại sao, lý do gì mà cộng đồng mạng nó làm cho bác bức xúc. Bác là dạng cộng đồng mạng, hiểu không? Dạ, bác đã bức xúc nó thì thành thử là bác mời tụi con lên đây ca thật, diễn thật cho bác coi một bài thôi. Rồi tụi con thích thì ca tiếp cho bác nghe thêm vài lần nữa, không thích thì tụi con cứ về. Vậy thôi. Thì bây giờ trước hết nó có cái vậy, giờ bác xin hỏi trước đây con có đi Long An không, dẫn thằng Phong Sơn Nước này đi diễn Long An không? Có không, cứ nói không hay có vậy thôi. Có thì cứ nói có, không thì nói không. Dạ, nói chung là show diễn còn nhiều, nhưng mà con không biết là bác hỏi là cách đây bao lâu để con biết. Không biết bao lâu, nhưng mà hầu mà đi Long An về mà phỏng vấn trên xe đó. Có đúng không? Dạ. À, bác thấy là cái đó đúng hay không? Dạ. Rồi cho bác xin bác hai cái này. Dạ có. Rồi con có nói một tiếng nói. Bây giờ đó là trong 3.000 cái số. Dạ. Ở đâu cũng phục vụ, nhưng mà trên 3.000 cái số nước ngoài không đi. Dạ. Thì sẵn một cái dịp đó thì bác mới thấy được, mới gọi gia đình của con để phục vụ cho bác. Đúng không? Thì bữa nay tụi con tới đây bác rất là vui vẻ. Nhưng mà kế tiếp thứ hai nữa, bác là dạng cộng đồng mạng mà. Bức xúc con á, có lên mà YouTube mà để là quay cái thằng Phong Sơn Nước này không, để trong khi là để đào tạo nó. Rồi con còn nói là bây giờ tin nhắn quá trời kêu dạy Tuấn Khương dạy dùm, Tuấn Khương nói không, chỉ dạy có một Phong Sơn Nước đó là dạy, chứ không có dạy ai nữa hết. Rồi Tuấn Khương này để dìu Phong Sơn Nước này trèo lên được một cái sân khấu của Tuấn Khương, đây là mình rất mừng. Mà người ta nói Tuấn Khương là thằng đó mà ca cái gì Tuấn Khương nói nghe, mà còn đi đào tạo người khác rồi tùm lum hết trơn trời đó.
thì có hơn, đúng không? Dạ đúng. Đó. Thì cao đông là kế là một lần thứ hai nữa, cái thằng ông Sơn Nước này nó ca YouTube ở ngoài đường, cộng đồng mạng, giờ tới bác hỏi con ca ở trên mạng đó, nước ngoài, nước trong, trong nước và ngoài nước, để ủng hộ con, để là cho con 100 đô rồi 200 đô đó, có không? Dạ có. Giờ bác dặn con một điều thứ hai nữa, con phải nhớ cái đồng tiền đối với mình hồi đó nó quá lớn, bây giờ con sẽ mặn ăn nữa được thì con phải dòm xuống dưới những người như con ngày xưa, là bác dặn con vậy thôi đó, con nghĩ có đúng không? Rồi những cái ông thầy của con mà ngày xưa bác coi hết, những cái ông thầy của con rồi bạn bè của con hồi đó mà con lên thành phố, mà con có 15, 16 tuổi vậy mà con lên thành phố, con ở với cái ông đó mà con mần suốt ăn đó để giúp đỡ cho con, nuôi cháu ở ba lớn vậy. Bác xin nói con là dứt khoát không bao giờ phản người nào hết, phản thầy núi đè. Con có hiểu chưa? Rồi, rồi kế tiếp thứ hai nữa là tới đây ở trên mạng nó có để là một cái y vậy, để có thì con nghĩ nó có, không con nghĩ nó không. Đó. Con có lên mạng, con nói là con đi tìm cha và ông Lê Tây Văn Hối, có không? Đúng phải không? Có. Là bác nghe còn càng bức xúc thêm nữa. Rồi sau này á là có một cái ông chú mà điện thoại với con á là nói chuyện qua lại gì đó, rồi bắt đầu á là từ ngày đó đến giờ con có gặp cái ông chú đó không, còn ông bác đó không? Dạ không ạ. Không phải không? Dạ. Mà bây giờ bác nói thiệt với con không? Dạ. Có một người bác của con đi tìm con mà bây giờ đã gặp rồi, mà con cái người đó gặp con có nhận không? Dạ con mừng lắm chứ, con mấy chục năm nay con ao ước con là sau này lớn lên con sẽ tìm, thứ nhất là tìm bà nội, con không biết là bà nội mất rồi. Mà giờ mày nhận không? Tao nói cho nghe, dạ, tao kêu người đó là liền. Dạ con vinh quang. Tao sợ nghe. Đúng rồi. Dạ, tao sợ đó là mày không nhận thôi. Dạ, cái dù bây giờ cô bác bây giờ nếu có người nào mà thương nhận con, cái dù người đó giàu hay là nghèo hay là bằng cùng gì, con cũng tội tội là máu của con. Nhưng mà tao xin thưa với mày nha. Dạ, con nhận hết. Tao rất cảm ơn Tuấn Khương. Những gia đình để giúp mày thành thật, sự thật cảm ơn, có lẽ có liên hiệu cái đó nó thiệt thể Tuấn Khương giúp đỡ nó, tôi rất cảm ơn. Mà bây giờ tao nói mày vậy, cái ông đó nhìn mày là mày phải nhìn phải không? Dạ là con hân hoan luôn á, phải không? Thì ao ước của con luôn nè, thì tao này mày nhìn đi, gia đình của mày nè, gia họ anh em của mày nè, anh Úc mày, chị Úc mày, con cáo lắm, con cáo. Ừ con mấy chục năm hai quá tẹp khó mà quá tẹp á, sự thật mà nói luôn chứ không ai tẹp á.